đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đã có buổi gặp gỡ đối thoại với đại biểu phụ nữ thủ đô. Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề như xây dựng trường mầm non tại các khu công nghiệp, chế xuất, tạo điều kiện giúp nữ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay để khởi nghiệp. Các đại biểu cũng phản ánh tình trạng ứ đọng rác thải, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em ở một số địa phương. Ngay tại hội nghị, những vấn đề được các đại biểu đưa ra đã được lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hà Nội giải đáp. Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, sau hội nghị này, Thành ủy Hà Nội sẽ có văn bản trả lời từng ý kiến, kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề được đại biểu phụ nữ đặt ra. Các cấp, các ngành thành phố cần chủ động gặp gỡ, đối thoại để tiếp thu và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị, đơn thư của phụ nữ ngay ở cấp cơ sở, không để nảy sinh bức xúc. Đồng thời mong muốn các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ thủ đô nỗ lực cao hơn nữa trong công việc và đời sống, ngày càng khẳng định rõ nét vai trò, vị trí, đóng góp tích cực xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.